hoan hỉ khen ngợi người tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự viên mãn bậc cực hỷ, cũng khuyên người khác viên mãn bậc cực hỷ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn bậc cực hỷ, hoan hỉ khen ngợi người viên mãn bậc cực hỷ, nên tự viên mãn bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng khuyên người khác viên mãn bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, hoan hỷ khen ngợi người viên mãn bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự viên mãn năm loại mắt, cũng khuyên người khác viên mãn năm loại mắt, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn năm loại mắt, hoan hỷ khen ngợi người viên mãn pháp năm loại mắt, nên tự viên mãn sáu phép thần thông, cũng khuyên người khác viên mãn sáu phép thần thông, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn sáu phép thần thông, hoan hỷ khen ngợi người viên mãn sáu phép thần thông. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự viên mãn pháp môn Tam Ma Địa, cũng khuyên người khác viên mãn pháp môn Tam Ma Địa, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn pháp môn Tam Ma Địa, hoan hỷ khen ngợi người viên mãn pháp môn Tam Ma Địa, nên tự viên mãn pháp môn Đà La Ni, cũng khuyên người khác viên mãn pháp môn Đà La Ni, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn pháp môn Đà La Ni, hoan hỷ khen ngợi người viên mãn pháp môn Đà La Ni. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự viên mãn 10 lực Phật, cũng khuyên người khác viên mãn 10 lực Phật, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn 10 lực Phật, hoan hỷ khen ngợi người viên mãn 10 lực Phật, tự viên mãn 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng khuyên người khác viên mãn 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoan hỷ khen ngợi người viên mãn 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự quán 12 chi duyên khỏi theo chiều thuận nghịch, cũng khuyên người khác quán 12 chi duyên khỏi theo chiều thuận nghịch, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp quán 12 chi duyên khỏi theo chiều thuận nghịch, hoan hỷ khen ngợi người quán 12 chi duyên khỏi theo chiều thuận nghịch. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo, cũng khuyên người khác biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo, hoan hỷ khen ngợi người biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự khởi trí chứng quả dự lưu mà chẳng chứng thực tế đắc quả dự lưu, cũng khuyên người khác khởi trí chứng quả dự lưu và chứng thực tế đắc quả dự lưu, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi trí chứng quả dự lưu và chứng thực tế đắc quả dự lưu, hoan hỷ khen ngợi người khởi trí chứng quả dự lưu và chứng thực tế đắc quả dự lưu, nên tự khởi trí chứng quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán mà chẳng chứng thực tế đắc quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, cũng khuyên người khác khởi trí chứng quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán và chứng thực tế đắc quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi trí chứng quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán và chứng thực tế đắc quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, hoan hỷ khen ngợi người khởi trí chứng quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán và chứng thực tế đắc quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự khởi trí chứng quả vị độc giác và chẳng chứng thực tế đắc quả vị độc giác, cũng khuyên người khác khởi trí chứng quả vị độc giác và chứng thực tế đắc quả vị độc giác, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi trí chứng quả vị độc giác và chẳng chứng thực tế đắc quả vị độc giác, hoan hỷ khen ngợi người khởi trí chứng quả vị độc giác và chứng thực tế đắc quả vị độc giác. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự nhập địa vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, cũng khuyên người khác nhập địa vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp nhập địa vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, hoan hỷ khen ngợi người nhập địa vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự nghiêm tịnh cõi Phật, cũng khuyên người khác nghiêm tịnh cõi Phật, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp nghiêm tịnh cõi Phật,
hoan hỷ khen ngợi người nghiêm tịnh cõi Phật. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự thành thục hữu tình, cũng dạy người khác thành thục hữu tình, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp thành thục hữu tình, hoan hỷ khen ngợi người thành thục hữu tình. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự phát khởi thần thông Bồ Tát, cũng dạy người khác phát khởi thần thông Bồ Tát, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp phát khởi thần thông Bồ Tát, hoan hỷ khen ngợi người phát khởi thần thông Bồ Tát. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự khởi trí nhất thiết, cũng dạy người khác khởi trí nhất thiết, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi trí nhất thiết, hoan hỷ khen ngợi người khởi trí nhất thiết, nên tự khởi trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng dạy người khác khởi trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoan hỷ khen ngợi người khởi trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục, cũng khuyên người khác đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục, hoan hỷ khen ngợi người đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục. Hết quyển thứ 324.